Huyền và Jack ha, và chúc kết hợp của chúng ta sẽ thành công rực rỡ.
thương nhớ 12 nhà văn Vũ Bảo. Trong tiết học trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu, thứ nhất là những kiến thức chung về trại văn Tỷ Bút, thứ hai là những kiến thức về nhà văn Vũ Bằng cùng với bối cảnh và kết cấu của tác phẩm Thương Nhớ Mùa Xuân. Chúng ta cũng đã tìm hiểu đặc trưng thứ nhất của trại văn Tỷ Bút thông qua cái tôi tác giả, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đến đặc trưng khác nữa của trại Tỷ Bút, đó là sự kết hợp với yếu tố tự sự và trữ tình trong văn bản phần hai nhỏ. Sự kết hợp chúng ta trình bày.
Cũng không rõ ràng như trang của tháng 1. Em xin biết.
cảm ơn phần trình bày của nhóm số 1. Cô đã mời một bạn khác bổ sung trên nhóm số 1, em có bổ sung gì ý kiến với phần trình bày của trưởng nhóm không? Có ý kiến nào của mình vẫn chưa được ghi vào trong văn bản này không nhỉ? Nào, cô đã mời em nào, em có bổ sung gì phần trình bày của nhóm mình không? Cô đã nhận xét phần làm việc của nhóm 1, thứ nhất là nhóm 1 trong 3 nhóm thì là nhóm mà làm việc rất là tích cực, các bạn cũng rất là nhanh nhẹn trong việc phát hiện các chi tiết, và cô nhận thấy rằng các em đã thành công trong việc bước đầu phát hiện được những cái ghi chép của tác giả về hình tượng thiên nhiên. Thì ở đây tác giả đưa ra rất nhiều những cái chi tiết về thiên nhiên, nhưng mà chúng ta có thể thấy những cái đặc trưng mà nhóm 1 đã trình bày được. Đó thứ nhất là về thời tiết đặc trưng của mùa xuân, đó là thời tiết có mưa siêu siêu, có gió lạnh nhanh rồi bắt đầu chuyển sang những cơn mưa xuân, đúng không nào? Cái thứ hai là chúng ta có thể thấy được là sơ rằng tháng riêng bạn cũng trình bày được là nó không còn là cái rét căng căng nữa, nhưng cái rét ấy vẫn còn vương trên mọi xoan. Đó là một cái rét rất là tình tứ và nhanh thơ. Cái rét này khiến cho chúng ta buổi đêm ấy là vẫn phải mặc chăn bông như ban ngày, không cần phải mặc áo ấm như là trước nữa. Cái thứ ba nữa là cảnh sắc, thì ở đây các bạn đã chỉ ra được là có hình ảnh hoa đào, đúng không nào? Rồi là có hình ảnh của bầu trời rất là chính xác. Nền trời có những cái vệt xanh tươi, đến 8-9 giờ sáng thì trời trong trong và có những cái làn sáng hồng hồng. Tác giả đã sử dụng rất nhiều những cái hình ảnh, những cái màu sắc để miêu tả về nền trời. Và đặc trưng của mùa xuân ở miền Bắc thì đương nhiên rồi, chúng ta phải kể đến hình ảnh của hoa đào, ve sắc và hình ảnh của những cây cỏ mướt xanh nức một mùi thơm man mát. Khi mà các bạn trình bày thì các bạn có nói rằng là ve nức một bên mùi thơm man mát, thì để chúng ta thấy rằng tác giả không chỉ sử dụng thị giác để ngắm nhìn cảnh vật mà còn dùng cả khứ giác để lắng nghe cái mùi hương của cảnh vật. Và chúng ta thấy tác giả đã rất rất nhọn nhiều giác quan để có thể cảm nhận được trọn vẹn những cái vẻ đẹp của cảnh sắc mùa xuân là thế nào. Và cái đặc biệt ở trong đây các bạn có thể thấy tác giả đã dành những trang điểm tốt nhất của mình, công phu của mình để miêu tả về trăng tháng riêng. Đã có nhiều nhà văn nhà thơ viết về trăng, nhưng có lẽ đặt đứng trong một vũ bản chúng ta cảm thấy rất là ấn tượng, đó là hình ảnh của một trăng non như người con gái con mỏi đào tơ, trắng như sữa và trong như nước ôn tuyền. Đấy là trăng sáng nhưng lại không sáng lộng lẫy như trăng của mùa thu, bạn là mùa hạ là chữ đúng nhất trong mùa thu, và cũng đẹp nhưng lại không đẹp, héo úa như trăng của tháng một. Thì đây là những cái chi tiết viết về thiên nhiên. Ở nhóm số một các em vẫn chưa cho cô ra được cái nhận xét về bức tranh thiên nhiên, đúng không nào? Một cái yêu cầu thương hiệu thứ hai là cô giáo mời em nào, vậy đại diện nhóm một thì cô giáo những nhận xét về bức tranh thiên nhiên. Mùa xuân thì thường là cảnh vật thế nào em? Đẹp nên thơ tươi mới mà. Chàng này rất sống, rồi cảm ơn em. Đây là phần trình bày của nhóm 1. Cô giáo sẽ mời đại diện của nhóm 2 chúng ta trình bày về con người giữa mùa xuân. Tăng lên trong lọc của loài nai,
như mầm non của cây cối, nằm im mãi không chịu được, phải thổi ra thành những cái lá nhỏ li ti, giơ tay vẫy cả kim ương. Không chỉ vậy, qua bức tranh mùa xuân mà qua thì tác giả đường giá lúc ấy không còn đầy đội nữa, mà còn có cái chất ngọt ngào chứ không còn tên rất căng căng nữa. Qua đó thì chúng ta có thể thấy một bức tranh mùa xuân hiện lên, vừa có sự đan xen của con người và một chút khung cảnh thiên nhiên. Thì ở đó con người hiện lên với sự trẻ trung, năng động và người sức sống, và mang đậm màu sắc ấm áp của mùa xuân. Vâng, cảm ơn chị Mai ạ. Và khi nhắc về con người trong mùa xuân, chúng ta cũng thấy rất nhiều chi tiết. Nhưng cô giáo chỉ nhắc lại em ra một vài những chi tiết cơ bản. Thứ nhất là khi nhắc về con người thì chúng ta thấy ở hai thời điểm. Thứ nhất là thời điểm trong Tết, đó là những cái cô gái với trang phục rực rỡ, áo nhung, áo len chất ngàn màu sắc. Chúng ta thấy được hình ảnh của những con người rất là trẻ trung, rất là năng động của những cô gái Hà Nội, đúng không ạ? Và thứ hai là ở đây bạn có đưa ra một cái chi tiết là nhựa sống trong người nó tăng lên. Và khi mùa xuân đến thì chúng ta thường là không ngồi yên được, đúng không ạ? Đấy là cái tâm hồn rộng ràng và tâm tràn nhựa sống. Và cô bổ sung cho các bạn thêm một ý nữa, đó là sau giảm tháng riêng thì trở lại cái cuộc sống thường nhật êm đềm, thì con người chia tay với những hành mỡ, với những dưa hành, với những cả muối, đúng không, mà trở về những bữa cơm đạm bạc trong gia đình, và cái cuộc sống vẫn trở về như cũ. Nhưng con người ở đây vẫn là mê luyến mùa xuân, vẫn nuối tiếc mùa xuân, cho nên là vẫn kể lại cả những câu chuyện cũ trong Tết, đúng không? Câu chuyện về người mở hàng này, cái câu chuyện về đánh thắng cúp bị thua này, đúng không nào? Đấy, thì đây là những hình ảnh về con người. Và ở đây chúng ta có thể thấy ở Hà Nội, đúng là chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An, thì cái nếp sống của người Hà Nội thì rất là thanh lịch, giản dị, trang trí nhã tình. Các em có thể thấy qua những bữa cơm, đúng không nào, rất là giản dị và không phải là cao lương mỹ vị, mà là đậm đà cái hương vị cuộc sống với cả muối, với thanh bắc chanh, đúng không nào? Đấy, và đấy với những con người ở đây thì họ sống rất là nghĩa tình, bằng những món quà thân cảm tặng nhau vào dịp đầu năm mới. Đây là hình ảnh của con người, được không nào? Chúng ta sẽ sang đến phần trình bày của nhóm số 3, là nhóm về trình bày về phong tục. Chúng ta mời đại diện của nhóm số 3 nào. Em chơi cái mắt. Ví dụ như là có tiếng trống chèo vọng lại từ những thôn xóm xa xa,
hay là của nhà hát này, rồi có một anh nào đó mặc một ống điếu này, mặc cái áo lông rồi mà vẫn đi ra ngoài là du xuân này, rồi là trang hoàng bàn thờ tổ tiên đúng không nào, rồi là phong bao lì xì đấy, rồi là đi lễ chùa. Và bạn đã nhận xét được những cái phong tục tập quán này nó mang đậm cái nét truyền thống và con người thì luôn luôn hướng về cội nguồn và tổ tiên. Thì cô đã đồng ý với các bạn đúng không nào? Như vậy cô giáo có thể hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ chia các phong tục ra. Ở đây chúng ta thấy có tục thờ cúng lễ đi, đó là cái tục đi lễ chùa này, và tục mà thờ cúng tổ tiên đúng không nào? Và đặc biệt ở đây thì còn có một cái phong tục nữa là xung vầy và phụ trong gia đình đã trước cái bàn thờ Phật, bàn thờ thánh, bàn thờ tổ tiên trong một không khí rất là đầm ấm trên kính dưới nhường. Và chúng ta có thể thấy những cái thú chơi tham nhã đó là du dân, là nghe hát, là đánh tân khúc. Như vậy qua đi phần làm việc của các bạn thì chúng ta có thể thấy được là qua các yếu tố tự sự thì nhà văn đã tái hiện lại những bức tranh mùa xuân của Bắc Việt. Cô đã thấy được nhóm số 1 các em đã nhận ra được thiên nhiên tươi mới, tràn đầy sức sống. Nhóm số 2 các em cũng đã chỉ ra được đó là những con người Hà Nội thanh lịch, hào hoa, giản dị, sống chân thành với tấm lòng thân thảo. Và nhóm số 3 các em cũng đã chỉ ra được phong vị đón Tết, quê xuân và lượng phong vị truyền thống. Như vậy phần làm việc của các em khá là tốt. Cô giáo xin mời cả lớp chúng ta chạm khoác tay cho các em. Bằng những yếu tố tự sự, tác giả đã mang đến cho chúng ta một cái mùa xuân Bắc Việt hoàn toàn có những đặc trưng riêng, không giống như miền Nam nơi mà tác giả đang sống, với cái thời tiết thì nóng này, với cái lúc sống vội vã, với có những con người mệt mỏi, cuộc sống mưu sinh, thì đây là một cái những cái nét rất là riêng biệt. Đấy, thì không chỉ có những yếu tố tự sự mà trong tác phẩm này tác giả còn đã tái hiện lại những yếu tố trữ tình, và những yếu tố trữ tình này tác giả đã thể hiện tình cảm cảm xúc trực tiếp của mình. Cô đã yêu cầu các bạn hãy giúp cô chỉ ra những câu văn, những lời văn thể hiện tình cảm trực tiếp của tác giả. Hãy chọn cho cô giáo những câu văn mà em cảm thấy ấn tượng và tác giả đã chỉ ra về tình cảm và cảm xúc của mình. Bạn nào tìm được cho cô giáo một cánh tay nào, cô giáo mời em làm hãy bạn rất nhanh. Cô là tôi yêu sông xanh núi chín, tôi yêu đôi mày cao như trăng núi tinh thần, và tôi cũng xem mỗi khác nhưng yêu nhất cái mùa xuân không phải là núi tím. Rồi chính xác, tôi yêu sông xanh núi tím, tôi yêu đôi lông mày ai như trăng mới tinh thần, và tôi cũng xem mỗi ước mơ nhưng yêu nhất mùa xuân không phải vì thế. Em còn gì cần câu nào khác không? Theo cô là ấy đấy, cái mùa xuân thần tiên là như thế đấy. Bạn đã tìm được một câu ở trang 58 với em ạ. Rồi cảm ơn em, một học viện rất là nhanh. Bạn tìm được hai câu, còn bạn khác không? Em không bỏ xuống các bạn không? Không, không phải quần áo. Tức cô là cũng tìm được ở phần đầu tiên thì đã là ai cũng chuộng mùa xuân vào tháng riêng, là tháng đầu của mùa xuân, người ta càng chiều mến, không có gì lạ hết. Ai bảo đừng non, ai bảo đừng non đừng thương nước, cấm đừng thương hoa, trăng đừng thương gió, ai cấm được trai thương gái, ai cấm được mẹ yêu con, ai cấm được cô gái còn son nhớ chồng thì mới thể được người mê đến mùa xuân. Là chính xác, chúng ta có một câu rất hay. Ở phần giới thiệu về mùa xuân và tháng riêng, có một cánh tay nào không nhỉ? À, có thằng mẹ. Nhưng cô yêu mùa xuân nhất rồi, nhất là vào khoảng sau khi mình đang tháng. Tôi yêu mùa xuân nhất vào khoảng sau ngày tháng tháng riêng và cảm ơn em. Như vậy là các bạn thấy yếu tố trữ tình thể hiện rất là rõ nhất ở trong văn bản, bằng những cái câu văn, những lời văn lượng chất thơ. Và chúng ta hãy cùng hướng lên văn bản. Đây là một câu mà cô đang có giới thiệu với các bạn. Đấy, cô rất là thích câu này. Ấy đấy, mùa xuân thần thánh của tôi. Cái câu mà bạn không vừa tìm được một phần. Nó làm cho người ta muốn phát điên như thế đấy. Ngồi yên không chịu được, nhựa sống trong người tăng lên, như máu cũng tăng lên trong lòng của ngày mai. Nhưng mà nó của cây cối nằm im mãi không chịu được, phải trôi rất thành những cái lá nhỏ li ti, giơ tay vẫy những cặp yêu đương đứng cạnh nào, những cặp yêu đương đứng cạnh. Vậy hãy nói cho cô giáo xem yếu tố trữ tình đã được thể hiện bằng những hình thức nghệ thuật nào ở trong câu văn này. Hãy chỉ cô giáo yếu tố trữ tình được thể hiện qua những hình thức nghệ thuật nào ở trong câu văn này nào. Chúng ta đã từng được học hiểu rất nhiều cách để chúng ta phát hiện được những yếu tố này. Cô giáo gợi ý của em là về ngôn ngữ này, về cách diễn đạt này, về các biện pháp tu thường nghệ thuật. Có không ạ em? Ta so sánh. Bạn đã phát hiện ra là cái thuật so sánh và ngôn từ rất là giản
dị rồi cô giảng với em. Như vậy các bạn có thể thấy đây, bạn phát hiện rất nhanh. Cô đã bổ sung các bạn ở ngoài ra để chúng ta có thể thấy ấy đấy, cái mùa xuân thần thánh của tôi, đó là một cái cách diễn đạt rất là gợi cảm, đúng là mùa xuân của đất trời đấy chứ, mùa xuân của mọi người. Nhưng tác giả đã nhận là à, mùa xuân của mình. Cái lời nhận xét này nó giống như là một cái tiếng sao vui của một người khi nhận một cái món quà của mình. Yêu thích mùa xuân thần thánh của tôi, chiếm lĩnh được cả mùa xuân, và dường như tác giả cũng đang muốn nói đến cái mùa xuân ở trong chính là mình, rồi là những cái từ ngữ đậm chất gợi cảm, đúng là ấy đấy, muốn phát điên tăng lên mà không chịu được. Và ở đây chúng ta cũng thấy được nét nghệ thuật so sánh như máu cũng tăng lên trong lập của ngày nay, như mầm non của cây cối, và nghệ thuật nhân hóa nữa, đúng là giơ tay vẫy những cặp tiên thương đứng cạnh. Chúng ta cũng có những câu văn tương tự như thế. Đẹp quá đi mùa xuân ơi, mùa xuân của Hà Nội thân yêu, của Bắc Việt thương mến, nhưng tôi yêu nhất mùa xuân là vào đằng sau rằm tháng riêng. Có những thứ tình cảm không thể nào kìm nén được mà bộc phát thành lời, đúng nào, được thể hiện bằng một hình thức của một câu cảm thán. Đẹp quá đi, có những từ hô gọi như là từ ơi này, rồi những từ bộc lộ cảm xúc trực tiếp thay vào đấy, đó là từ thân yêu này, đúng là từ thương mến, rồi là từ yêu nữa. Bên cạnh những câu như thế này thì chúng ta còn có những câu miêu tả về trăng. Đấy, cái trăng tháng riêng non như người con gái nên mở đào tơ, rồi cái đẹp của trăng tháng riêng là cái đẹp của nàng trinh nữ thẹn thùng, vén cái màn hoa ở đầu cao để nhìn xuống để xem ai là tri kỷ, mặc dù không có ai để thấy, để đoán biết tâm sự của mình, nhưng cứ thẹn bưng thôn đấy, đúng là thẹn với chính mình. Ánh trăng lúc ấy không vàng mà trắng như sữa, trăng như nước ô tuyền. Đấy, vậy qua câu này hãy nhận ra cô giáo về nghệ thuật của câu văn này ạ. Cô đang mời em ạ, nhất nào. Nghệ thuật nhân hóa so sánh, nghệ thuật nhân hóa là so sánh, cái này chỗ nào nào chị? Chúng ta thấy được các yếu tố trữ tình, đúng không?
từ đó nó tạo nên những trang văn rất đặc đức, chất thơ. Đấy. Và chúng ta đã xem phần của cô là phần 2.3 là phần ý nghĩa, sự kết hợp giữa yếu tố chữ sự và yếu tố chữ tình. Thứ nhất là hãy nhận ra cô là sự kết hợp. Theo em thì các yếu tố chữ sự và chữ tình có được tách rời nhau không hay là được kết hợp lại với nhau? Và trong các yếu tố này thì theo em yếu tố nào là yếu tố đậm nhất hơn? Nào, một là nhận xét về sự kết hợp giữa các yếu tố này. Và theo các em thì trong hai yếu tố các em đọc tác phẩm này, em thấy cái yếu tố nào là yếu tố đậm nhất hơn? Sao cô bé em? À, được không? Tôi nghĩ là yếu tố chữ tình yếu tố nhất hơn. Yếu tố đậm nhất hơn là yếu tố chữ tình. Em tại sao em lại cho như thế nhỉ? Tình cảm yêu mến và nhớ thương của mùa xuân Bắc Việt là cái thông điệp mà bạn đã chỉ được ra rất tốt.
thứ nhất là chúng ta lưu ý là con người thì phải cần giữ gì sự nghiêm khắc nhất, văn hóa truyền thống cổ truyền của dân tộc, và chúng ta phải có một lối sống hướng về cội nguồn. Chúng ta có nhiều nơi để đi để đến, nhưng chúng ta chỉ có một nơi để trở về, đó chính là quê hương và gia đình. Chúng ta sẽ sang đến phần cuối cùng là phần ba lớn là phần tổng kết. Nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay là đặt văn bản tỷ bút.
đúng nào. Đấy, và chúng ta chỉ đọc một chương của tình huống thứ 12 thôi, cho nên là về nhà các em hãy cố gắng giúp cô giáo tìm đọc trọn vẹn tình huống thứ 12 của Vũ Bằng. Và hôm nay đã được học một văn bản tình huống rồi, biết cách đọc rồi, đúng nào. Về nhà đọc thêm những văn bản tình huống khác cùng đề tài và sưu tầm năm bài tập khác về mùa xuân. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy cô giáo.